Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại trung tâm đào tạo tin học Hòa Phạm. Như mình đã giới thiệu các bạn trong clip trước, trong loạt clip này mình sẽ cùng các bạn đi xây dựng một cái ứng dụng sử dụng một số các chức năng của thiết bị điện thoại di động. Đó là gọi và gửi tin nhắn. Ok, thì các bạn mở cho mình cái code lên, tạo cho mình một cái chủ trách mới. Ở đây thì mình đặt là and send sms. Ok, giờ trước tiên thì mình sẽ vào cái file main.bo.to. Ở đây thì mình sẽ cùng nhau đi thiết kế cái giao diện của ứng dụng của mình trước. Đầu tiên mình cần một đối tượng chính là TechView. Đối tượng TechView này mình sẽ dùng để nhập cái số điện thoại mà mình muốn vào. Ở đây mình sẽ tiến hành auto layout cho đối tượng này. Mình sẽ để cái chiều rộng của đối tượng tích view của mình bằng chiều rộng của màn hình. Rồi mình sẽ chỉnh lại thì để cho nó bằng 2/3 thôi. Ok, mình update cái trend. Đầu tiên chính là tích view. Tiếp theo chính là đối tượng tích view của mình. Mình sẽ kéo thả thêm một đối tượng tích view. Đối tượng tích view này thì mình sẽ dùng để nhập cái nội dung tin nhắn của mình. Đây thì mình sẽ cho nó Echo with leading. Mình cho nó cách đối tượng bên trên là 20. Chiều cao của nó thì mình để là 100.2. Ok, mình hạ content này. Mình update content cho nó. Mình sẽ xóa một số các đối ký tự trong này đi. Rồi, mình để ít rồi. Tiếp theo chính là hai đối tượng button. Mình cũng đi auto layout cho đối tượng này. Mình update phần trend cho đối tượng. Đối tượng button thứ nhất thì mình sẽ để tên là call. Ok. Đối tượng thứ hai mình sẽ đặt tên là send sms. Rồi, mình sẽ trở lại, mình tách đôi màn hình ra này. Mình sẽ ánh xạ các đối tượng của mình vào trong file view controller. Đầu tiên chính là text view. Mình đặt tên là txt number. Đối tượng text view thì mình sẽ đặt là txt sms. Rồi đến là hai đối tượng button của mình. Đây thì mình sẽ chọn kiểu ánh xạ là action, đặt tên là rtn call. Tiếp đến là đối tượng button tiếp theo. Mình cũng chọn kiểu ánh xạ action. Button send sms. Rồi. Như vậy là mình đã cùng các bạn tiến hành khởi tạo một các đối tượng cần thiết cho cái ứng dụng của mình, ánh xạ đối tượng trong file view controller.
Trong clip tiếp theo thì mình sẽ cùng các bạn đi thực hiện các chức năng như là gọi và send SMS. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.